Xin chào buổi sáng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp cô chú anh chị và các bạn trong video clip ngày hôm nay. Sài Gòn ngày 31 tháng 3 năm 2020 và chúng ta đang có mặt đây là con đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về chợ lớn. Và phía bên cánh trái của chúng ta đó là một cái giao lộ đường Cộng Hòa ngày xưa cũng như là đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Thì nơi đây ở cuối đường thì có một cái chợ của ngày xưa, đó là chợ Nancy. Nhưng mà ngày nay thì không còn chợ Nancy nữa ha. Đó lấy hình ảnh của một cây cầu, đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Và đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành. Và bên cánh trái nữa thì đó là ngã 6 Cộng Hòa. Và hôm nay em đang trên đường đi làm. Bây giờ cũng là gần 8 giờ sáng và chúng ta sẽ đi mua đồ ăn sáng ở trên đường Nguyễn Tri Phương. Nơi đó có một cái chỗ bán đồ ăn cũng rất là đông, rất là nổi tiếng, đó là bánh bao Thổ Phát. Ở đó có bán xôi, bán bánh mì, bán đầy đủ hết trơn á, bánh kẹp, rồi nói chung là những đồ ăn sáng điểm tâm á. Đa phần, nhưng mà đa phần ở đó thì bán mang đi đó, buy to go ha. Thì trên đường đi đây sẵn em cũng chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở số nhà 115, ở số nhà 1155 con đường Trần Hưng Đạo này, để sẵn gửi đến chị Ngọc Lưu. Đã 41 năm mà chúng ta đã xa Sài Gòn, xa quê hương, thì hôm nay hy vọng video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn. Còn video ở trên đường An Bình và Bạch Vân thì chắc có lẽ em sẽ gửi anh chị sau ha. Và mời các anh chị chúng ta cùng xuất phát đi sẵn ngắm một vòng phố phường luôn trong những ngày cả thế giới đang mệt mỏi với cái cơn đại dịch. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Nguyễn Biểu, giao lộ Nguyễn Biểu, đi quẹo trái là sẽ đến cầu chữ Y, đi qua quận 8. Còn quẹo phải thì ra trường Đại học Sài Gòn đó, cũng là trường Bác Ái ngày xưa đó. Ngay đây có một cái trạm xăng cũng vẫn như ngày xưa. Và hướng ra cầu chữ Y nè. Một buổi sáng vội vã ở Sài Gòn trong những ngày dịch bệnh này thì ai cũng tranh thủ đi để đến chỗ làm lẹ, rồi tranh thủ đi về rồi ở nhà. Thật ra em cũng cáo lỗi với anh chị và các bạn, những ngày qua thì em cũng ít có đi đâu, tại vì chính phủ cũng có cái chỉ thị ai ở nhà nấy, tỉnh nào ở tỉnh ấy, hạn chế ra đường. Nếu mà không có việc gì cần thiết thì chúng ta cũng không nên đi lung tung. Nên thật ra những cái yêu cầu của anh chị em cũng sẽ cố gắng thực hiện nếu có dịp đi thôi. Chứ thật ra bình thường là em sẽ có nguyên một kế hoạch trong một tuần là đi đâu. Nhưng mà hôm nay thì dạo này thì những kế hoạch của em đã bị tan vỡ. Nó chỉ là những hình ảnh tiện đường, em đi đâu thì em chia sẻ đến anh chị và bạn đến đó, để ở nhà chúng ta có dịp mà mình xem Sài Gòn nó tiện hơn, không cần phải đi về nước ha. Đó, trong những ngày này để qua cái dịch này đi rồi chúng ta sẽ về nước sau. Chứ ở nhà tối ngày đi coi những cái số liệu hôm nay bao nhiêu người chết, ở đâu bao nhiêu ca nhiễm, nước nào đang đứng đầu thế giới, và ôi rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta phải tiếp nhận những cái mấy tháng nay rồi. Và chúng ta cũng đến đây cũng gần đến rồi nè. Ở đây có một cái thất cao đài ở ngay địa chỉ số 891, thì địa chỉ 1155 thì bên cánh trái. Ở đây có những con hẻm đi ra bến Hàm Tử.
Xin đến thì có bệnh viện Sùng Chính ngày xưa đó, và ngay đây là giao lộ Lê Hồng Phong, B Xuất Ký. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ ra Việt Nam Quốc Tự đó, mà ngày xưa là viện Hóa Đạo ở đường Trần Quốc Toản cũng như là đường 3 tháng 2 ngày nay. Đó, các anh chị thấy những hình ảnh của Sài Gòn trong những ngày này, chỗ nào ngày xưa đông đúc thì bây giờ cũng vắng, ngay cả bệnh viện bây giờ cũng không có đông, không có nhiều xe cộ, không có nhiều hàng quán như trước nữa. Tạm thời chúng ta hãy bớt các hoạt động ha, mặc dù rất là khó khăn lại thêm chồng chất nữa khi mà chính phủ ra chỉ thị không còn tạm dừng các hoạt động xổ số trong vòng 2 tuần lễ, thì những anh chị, cô chú, những em nhỏ bán vé số thì tạm thời không còn thu nhập nếu mà đơn thuần chỉ là công việc đi bán vé số hàng ngày. Không biết mấy em sẽ sống ra sao, nhưng mà chính phủ cũng có cái đề xuất hỗ trợ thu nhập cho họ một phần nào để trang trải trong 15 ngày này. Thì việc thu thập thông tin đó phụ thuộc vào khu vực, công an khu vực cũng như địa phương, nên chúng ta cũng đừng nên qua lo lắng quá, mình cũng mọi chuyện sẽ vượt qua thôi, ai cũng khó khăn mà. Và chúng ta đến đây là số 983 đó, rồi sắp đến nữa là chung cư 999 Trần Hưng Đạo, 999 rồi đến 1155 thì cũng gần đến rồi. Bởi chúng ta đi chợ Hòa Bình đó, cũng đi ngang cái đoạn này nè, và cái đoạn này cũng đi rất là nhiều rồi, nhưng mà không biết ngày nay thì căn nhà của chúng ta như thế nào đây. 1025 là khách sạn Hạnh Long, ngày nay thì khách sạn, nhà hàng, massage như là phải tạm dừng rồi. Đó, nguyên dãy phố ngày xưa 1040 mấy ở khu vực này. Và bên cánh trái chúng ta thì có những đường Như Tâm rồi Bùi Hữu Nghĩa, sẽ đi ra vô chợ Hòa Bình đó. Ngay con đường Bùi Hữu Nghĩa này là con đường có rất nhiều cái món quay, như là vịt quay, heo quay, nổi tiếng như là Phát Thành, Vĩnh Phong, rồi rất nhiều thương hiệu khác ở trên con đường này. Ở đây cũng có xôi lá chuối 10.000. Bạn thấy bây giờ thì những cái ngành như là ngân hàng thì vẫn hoạt động, chợ thì vẫn hoạt động, còn như những cái không cần thiết thì tạm ngưng, như là massage, rồi spa làm đẹp, rồi cà phê hội họp thì tạm ngưng hết ha. Đó, bọn chúng ta tới số 1087 rồi nè. Ở đây thì cũng có những dãy nhà xưa rất hồi hộp, không biết nhà số 115 này là ngày nay ra sao ha. Ở đây thì có cái rạp theo anh chị chia sẻ thì có là rạp Palap, rạp Tháp 10, rạp Opera. Ở đây có một dãy nhà số 916, chung cư 916 Trần Hưng Đạo. Ở phía trước thì những cái hàng quán, những kiosk, những mặt bằng cho thuê thì tạm thời ngưng hoạt động. Bên cánh trái là 1101, ngay ngân hàng Aribank, và 1093 là khách ngân hàng Sacombank. Và đi sẽ tới tí là giao lộ Trần Tuấn Khải cũng như là con đường Nguyễn Quỳnh Đức của ngày xưa. Và ở đây chúng ta thấy có khách sạn Hạnh Long, khách sạn 1115 Trần Hưng Đạo, và đối diện khách sạn thì có một cái hẻm số 930. Hẻm ở phía đầu thì rộng nhưng mà vô trong hẻm thì nhỏ ha. Chúng ta đi tới một tí những dãy nhà
ngày nay thì đóng cửa hết trơn rồi. Và số nhà 1155 nằm bên cánh trái của chúng ta. Ngay đây có khách sạn Fortune, khách sạn cũng rất là lớn. Nhà số 1155 ngày nay là ở dưới cái chung cư nè. Chúng ta thấy hình ảnh của chung cư này lâu đời nhất Sài Gòn rồi nè. Không phải lâu đời nhất mà cũng rất là lâu đời ở Sài Gòn nè. Hình như lúc trước có anh chị cũng chia sẻ thì chung cư này cũng đã từ năm 1947 ngay gần với giao lộ An Bình. Chúng ta nhìn bên cánh trái có số nhà 1155 ngày nay là cửa hàng nhiếp ảnh Đại Phú Sĩ. Và phía trên lầu thì có những hộ hát chung cư của ngày nay nè. Chắc có lẽ chung cư này cũng không có thay đổi gì so với ngày xưa, chỉ là người xưa đã thay đổi nhưng cảnh cũ vẫn còn. Không biết anh chị có nhìn ra được căn nhà của chúng ta hay không. Đó, cái biển màu xanh xanh nè ha. Và cái cổng đường lên chung cư nằm ở mặt đường An Bình đó. Rồi một số hình ảnh ở con đường Trần Hưng Đạo và ngôi nhà số 1155 gửi chị Ngọc. Hy vọng thông qua video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn. Và đối diện nhà chúng ta là một con hẻm, hẻm 976 Trần Hưng Đạo, và trong đây thì có một cái nhà hàng cũng rất nổi tiếng, đó là bò nhúng giấm, bò bảy món Âu Ba Gô Lắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đi mua đồ ăn sáng thôi. Ngay đây là giao lộ đường An Bình. Em cũng có quay video clip đường An Bình đi bộ á, đi bộ về đêm rồi đó. Các anh chị cũng có thể xem lại ha. Bây giờ những hình ảnh của ngày xưa thì xem lại cho đỡ buồn thôi, chứ bây giờ có đi đi đây đi đó thì cũng nói chung bất tiện, không hay cho lắm. Mình cũng vì người khác, cũng vì bản thân, cũng vì gia đình, lỡ như mình bị nhiễm thì lên đây cho họ thì cả xóm họ đều bị cách ly, đều bị ảnh hưởng, công việc làm ăn coi như là cuộc sống sẽ đảo lộn hơn nữa. Bởi chúng ta đi tới tí đó là giao lộ Nguyễn Tri Phương, bên cánh phải thì có cái chỗ bán đồ ăn, bên cánh trái là cầu Nguyễn Tri Phương nè. Nếu mà đông quá thôi ha. Ồ, đông quá. Sôi thở phát. Ồ. Thôi, đông quá chúng ta tiếp tục đi ha. Không tiện. Nhưng mà không biết ăn sáng cái gì đây. Chúng ta đi qua đây là đường Trần Phú nè. Ngày xưa cũng là đường Nguyễn Hoàng đó. Ngay khu vực này có rất là nhiều nhà mai táng. Không biết vụ gì đây, công an quá trời. Hôm nay thì chắc có lẽ có một cái đám tang nên thành ra có công an, có đội dân phòng để tránh sự tập trung đó, họ đứng ra để nhắc nhở đó. Rồi, chưa biết ăn sáng gì luôn. Mình sẽ quẹo qua con đường Nguyễn Trãi nha. Mua xôi lá chuối thì ngay chỗ Bùi Hữu Nghĩa lúc nãy em thấy cũng vắng vắng nè.
Bây giờ mình cũng ngại chỗ đám đông. Chị thấy bữa chúng ta có đi đường Nguyễn Trãi đó, còn một vài shop mở, nhưng mà ngày nay thì nhiều shop trả mặt bằng hơn nữa, vắng vẻ hơn nữa. Ngay cả phở lệ cũng đang trong quá trình sửa chữa. Nhưng cái dịp nghỉ này thì họ tranh thủ sửa nhà rồi trang trí lại quán rồi set up lại. Thì thẳng hướng này mình sẽ về đường Cộng Hòa, quận nhất nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải ra trận đạo lại ha, Bùi Hữu Nghĩa ở con phố Vịnh Quay. Hôm nay sáng nay em dẫn anh chị các bạn đi lòng vòng. Bây giờ mua đồ ăn ở Sài Gòn cũng khó khăn. Đa phần là người ta đóng cửa hết rồi. Hai cái tiệm Vịnh Quay cũng khá nổi tiếng, Vĩnh Phong với lại Phát Thành. Ở đây thì có một cái quán chè cũng rất là nổi tiếng, đó là chè Thanh Tâm đó. Chè Thanh Tâm qua rồi, chè Thanh Tâm ngay góc đường Quỳnh Mẫn Đạt đó, đúng là Bùi Hữu Nghĩa với lại Phan Văn Trị. Chúng ta sẽ mua xôi ở đây, bên kênh trái nè. Hai cái xôi đem về, xôi thập cẩm. Hai mặn, về. Ở đây có xôi cúc, xôi chuối, xôi mặn. Nhiêu tiền nha? Lên coi. Không có em ơi. Bán đại phần 20 đi. Làm 20 nha, thêm đồ ăn ha. Có lấy gà không? Có lấy gà không? Không, không, đừng lấy gà. Ý hỏi nếu có đừng lấy. Xôi chả được. Ở đây người ta mua đem về thôi. Và mình nhìn bên kia đường nè. Con đường Trần Hưng Đạo. Những anh sửa xe máy nè. Cảm ơn. Rồi chúng ta đã đi về thôi, và video clip ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Đặc biệt là phải cẩn trọng giữ vệ sinh, coi như là phải kỹ lưỡng trong những ngày này. Hy vọng là đại dịch này sớm đi qua để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường và chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đã về tới công ty rồi nè. Đây là một phần xôi xôi mặn trị giá 20.000. Đáng lẽ là 17.000 nhưng mà em nó không có tiền thối, mua luôn 20. Đây có chem bông gà nè, chả lụa nè, lạp xưởng nè. Có ở đó có xôi đùi gà nữa, nhưng mà ai thích ăn đùi gà thì kêu phần đùi gà, còn không thì cơ bản là 17.000 như vậy thôi. Một buổi sáng đơn giản. Thời buổi này có ăn là vui rồi, không cần phải cao sang cầu kỳ. Quan trọng là qua cái đại dịch này xong rồi chúng ta tính tiếp. Sáng định mua xôi Thọ Phát nhưng mà đông quá. Rồi mời các anh chị và các bạn thưởng thức nha. Xôi chem bông, lạp xưởng, chả lùa. Có đậu phộng hay bán cũng được, vừa ăn. Bây giờ đa phần là mua đem về không à, không có ai ngồi tại chỗ ăn chứ.
chỉ thị của chính phủ. Có người bán để ăn là vui lắm rồi. Khó cái muỗng nhựa. À, thử miếng chả nha. Rồi, tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo nha. Lộc đang ăn hai hộp, hai anh em. Lộc đang sửa laptop.